với những người bị đuối nước, cấp cứu ban đầu là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của nạn nhân. Nếu xử lý chậm, nạn nhân bị thiếu oxy não, rất khó cứu sống sau đó. Đuối nước là một dạng của ngạt do nước bị hít vào phổi, hoặc tắc đường thở do co thắt thanh quản khi nạn nhân ở trong nước. Đây là một tai nạn hay gặp, xảy ra trong khi bơi, đi thuyền và trong các hoạt động dưới nước. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tại nhà như trong bồn nước, chum vại, rãnh nước. Khi bị ngạt, nạn nhân bị ngừng thở, tim đập chậm lại do phản xạ. Tình trạng ngừng thở tiếp tục dẫn đến thiếu oxy máu, gây tăng nhịp tim, huyết áp. Nếu ngừng thở tiếp tục kéo dài trong khoảng thời gian từ 20 giây đến 2 phút, thậm chí trên 2 phút đến 5 phút, tùy thuộc từng nạn nhân, thì đạt đến ngưỡng và nhịp thở lại xuất hiện, gây co thắt thanh quản, tức thì xuất hiện cơn ngừng thở lần 2. Sau đó là các nhịp thở bắt buộc khiến cho nước, dị vật bị hít vào trong phổi. Hậu quả là tim chậm dần lại, rối loạn nhịp, ngừng tim và tử vong. Để cứu sống nạn nhân ngạt nước, phải ngăn chặn kịp thời các tiến trình trên. Tốt nhất là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên, thời gian từ 1 đến 4 phút khi bị chìm trong nước. Nguyên tắc cấp cứu tại chỗ. Nguyên tắc này cần khẩn trương, đúng với phương pháp, với mục đích cấp cứu là giải phóng đường thở và cung cấp oxy cho nạn nhân. Do vậy, việc làm đầu tiên là cần đưa nạn nhân ra khỏi nước. Nếu nạn nhân còn tỉnh, dãy giụa dưới nước, ném cho nạn nhân một cái phao, một khúc gỗ hoặc một sợi dây để giúp họ lên bờ. Không nên nhảy xuống nước nếu không biết bơi hoặc không được huấn luyện cách đưa người đuối nước còn tỉnh lên bờ, vì nạn nhân lúc này trong tình trạng hoảng loạn, dễ níu chặt lấy bất cứ thứ gì với được, kể cả người cứu nạn. Khi cấp cứu nạn nhân ngay ở dưới nước, cần phải nâng đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, có động tác để giúp cho nạn nhân trấn tĩnh và thở. Tốt nhất chúng ta nên tiếp cận nạn nhân ở phía sau lưng. Nếu nạn nhân bất tỉnh dưới nước, chỉ xuống cứu khi người cứu biết bơi. Nếu không thì gọi người hỗ trợ hoặc dùng thuyền nếu có để ra cứu. Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, nhiều người thường có thói quen sấp ngược nạn nhân vác lên vai rồi chạy. Đây là hành động hoàn toàn sai, vì thứ nhất, nó làm mất thời gian quý giá để hô hấp nhân tạo cứu sống bệnh nhân. Thứ hai, khi ngạt nước, thực ra nước ở trong phổi không nhiều như mọi người nghĩ, nó sẽ được tống ra ngoài khi ta hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực và khi bệnh nhân trở lại. Do vậy, chỉ nên dốc ngược nạn nhân là trẻ con và không quá một phút. Không hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực khi vận chuyển tới bệnh viện sẽ làm mất thời gian cứu nạn nhân, gây ra di chứng não sau này nếu bệnh nhân còn sống. Điều này là do thiếu oxy ở các tổ chức trong một thời gian dài, đặc biệt là não. Ngay sau khi đưa nạn nhân vào bờ, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ, đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Phải khai thông đường thở bằng cách dùng gạc hay khăn, vải móc đầm rãi dị vật ra khỏi miệng nạn nhân. Nếu bệnh nhân tím tái, không thể tự thở, tim ngừng đập, sờ mạch không có và không có bất cứ phản xạ nào, thì phải ấn tim ngoài lồng ngực. Trước tiên, ta quỳ bên phải nạn nhân và đúng vị trí ngang vai, dùng hai tay chồng lên nhau đặt vào vị trí một nửa dưới xương ức và ấn tim với tần số ép khoảng 100 lần trên phút. Nếu chỉ có một người tiến hành sơ cấp cứu thì ấn tim ngoài lồng ngực 15 đến 30 nhịp, song song kết hợp hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo với phương pháp miệng thổi miệng, cho nạn nhân hà hơi thổi ngạt 2 lần và tiếp tục việc ấn tim ngoài lồng ngực với chu kỳ 15 đến 30 lần ấn tim và 2 lần thổi ngạt. Khi hà hơi thổi ngạt, ta phải bịt chặt mũi và phương pháp miệng thổi miệng. Nếu bị đuối nước lâu, mũi nạn nhân có thể xì ra nhiều nước, chất tanh, thậm chí là máu, bọt hồng ở mũi. Nếu có hai người cấp cứu thì một người ấn tim ngoài lồng ngực và một người hà hơi thổi ngạt, kiên trì thực hiện cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh, thậm chí thời gian sơ cứu có thể lên đến một tiếng, nạn nhân mới hồi tỉnh trở lại, hoặc cho đến khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Sau sơ cứu ban đầu, người đuối nước đã tỉnh lại, cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, mục đích xem nạn nhân có bị phù phổi cấp sau khi đuối nước
hay còn được gọi là chết đuối trên cạn hay không. Một người đã hít phải nước thì có thể có các dấu hiệu phù phổi cấp như khó thở, đau ngực hoặc ho, thay đổi đột ngột hành vi, người mệt mỏi. Những dấu hiệu này không dễ dàng phát hiện, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, mà bình thường chúng có thể khó chịu, để lâu nguy cơ tử vong sẽ cao nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Còn những trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ